Nửa đêm bị ăn tát, Lâm bất ngờ có một đêm tân hôn khó quên. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử. Và sau đây là các diễn biến chi tiết của bộ phim. Đang nằm ngủ ngon giấc, không biết là Vân Anh đã thấy ác mộng gì mà liên tục ú ớ, mồ hôi cứ đổ ra đầm đìa. Lâm thấy như vậy nên đã đánh thức Vân Anh dậy. Lâm phải gọi rất nhiều lần thì Vân Anh mới có thể thoát ra khỏi giấc mộng. Nhưng thay vì cảm ơn Lâm, Vân Anh lại tỏ thái độ hoảng loạn hơn nữa khi phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ và người mới chạm vào mình lại chính là Lâm. Không nói không rằng một câu nào hết, Vân Anh trực tiếp tát thật mạnh vào mặt của Lâm, khiến anh ấy không thể nào đỡ nổi. Còn chưa kịp nói câu nào thì Vân Anh đã chửi cho Lâm một tràng thật dài, rằng Lâm nghĩ Vân Anh là loại người như thế nào mà lại dám đụng vào cô ấy. Nếu muốn thì Lâm cứ đi ra ngoài đường rồi tìm mấy người con gái ở ngoài kia mà vui chơi, đừng có đụng vào người của Vân Anh. Hay là Lâm đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cố tình chờ đến bây giờ rồi mới ra tay với Vân Anh hay sao? Lâm biết Vân Anh đang hoảng loạn nên cũng không trách gì cô ấy cả. Lâm mở đèn trong phòng lên rồi nói với Vân Anh là cứ bình tĩnh đi. Chẳng qua là Lâm đã thấy Vân Anh cứ ú ớ trong giấc mơ nên muốn đánh thức cô ấy dậy mà thôi. Nếu như Vân Anh cảm thấy không thể tin tưởng Lâm thì Lâm cũng sẽ không làm phiền Vân Anh nữa. Nhưng Lâm cũng không thể nào ra ngoài ngủ được vì làm như vậy thì mọi người sẽ phát hiện. Nên có lẽ là Lâm sẽ ngủ ở dưới đất, còn Vân Anh cứ ngủ một mình ở trên giường để cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Vân Anh sau khi nghe những lời nói của Lâm cũng như đã định thần trở lại thì cô ấy cũng đáp lại rằng Vân Anh muốn xin lỗi Lâm về chuyện lúc nãy. Thật sự là Vân Anh cũng không muốn nghĩ xấu cho Lâm, tại cô ấy vừa mới nằm mơ thấy ác mộng. Đúng lúc Lâm lại chạm vào người của Vân Anh khiến cho Vân Anh hoảng loạn nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Vân Anh nói là Lâm cứ ngủ trên giường đi, không cần ngủ ở dưới đất đâu. Biết là Vân Anh vẫn chưa quen khi ở nhà của mình nên Lâm cũng không trách móc gì cô ấy cả. Quay lại với câu chuyện của ông Khang, không ngờ camera nhà dân xung quanh đã ghi lại được cảnh đàn em của hắn ta cố tình tông vào chị em của Vân Anh. Nếu không giải quyết sớm chuyện này thì công an sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến, chỉ e là lúc đó sẽ liên lụy tới ông Khang. Chính vì vậy mà ông ta đã trực tiếp gọi điện thoại cho ông Tài và nhờ ông Tài giúp đỡ cho mình. Vì hiện tại, ông Khang không có ở Việt Nam và cũng không có địa bàn lớn ở đó, nên cũng không thể nào xử lý việc làm của bọn đàn em được. Nhưng ngay khi ông Khang nhờ vả ông Tài, thì ông Tài lại cho rằng giữa họ không có mối quan hệ thân thiết đến mức có thể nhờ vả lẫn nhau đâu. Ông Khang cũng thẳng thắn nói rằng bởi vì giữa họ không có quan hệ gì nữa, nên sau khi ông Tài xử lý việc này xong, thì ông Khang sẽ trả tiền xứng đáng cho ông Tài. Nhưng thật sự thì ông Tài bây giờ đã không cần tiền nữa rồi. Chính vì vậy mà lời đề nghị của ông Khang hoàn toàn không có giá trị với ông ta. Hết cách, ông Khang phải đành dùng miếng đất ở Đà Lạt của mình để có thể đổi lấy phi vụ này. Với một miếng mồi bé bở như vậy, dĩ nhiên là ông Tài đã không từ chối. Nhưng liệu ông ta sẽ xử lý việc này như thế nào?